đều thành tựu vô lượng công đức của 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, nếu có thiện nam thiện nữ vân vân nào. Đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Tâm này, thường ưa thích nghe thọ trì đọc tụng hoàn toàn thông suốt, tư duy đúng lý, y theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, thì thiện nam tử thiện nữ vân vân đó đạt được công đức so với phước đức trước hơn 100 lần ngàn lần cho đến phần nhỏ nhất. Khi ấy trong hội có một bí xô nói với trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này nhiếp tâm không tán loạn, thường thích nghe thọ trì đọc tụng cho cực thông hiểu, tư duy đúng lý, y theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không xen tạp các tâm và tâm sở khác, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này đạt được công đức hơn tất cả hữu tình trong châu thiện bộ, cho đến 3.000 đại thiên thế giới đã thành tựu vô lượng công đức về 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, vân vân. Khi ấy trời Đế Thích nói với bí xô: Thiện nam thiện nữ vân vân ấy khi mới phát tâm thì nhất niệm tương ứng với trí nhất thiết tướng, công đức đạt được hơn tất cả hữu tình trong châu nam thiện bộ cho đến 3.000 đại thiên thế giới, đều thành tựu vô lượng công đức về 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, vân vân, gấp 100.000 lần. Huống gì đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà nhất tâm không tán loạn, thường thích lắng nghe thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, y theo lời dạy mà tu hành, dạy đúng cho người khác, cho đến chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không xen tạp các tâm và tâm sở khác, công đức đạt được không thể nào so sánh được. Trí tuệ công đức của thiện nam thiện nữ vân vân này không những hơn tất cả là hữu tình trong châu nam thiện bộ cho đến 3.000 đại thiên thế giới đã thành tựu vô lượng công đức về 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, vân vân, mà còn vượt hơn tất cả công đức của tất cả thế gian, trời người Atula, vân vân. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ vân vân ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho hữu tình vô cùng tận. Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam thiện nữ vân vân đó không những vượt hơn tất cả công đức của tất cả thế gian, trời người Atula, vân vân, mà còn vượt hơn tất cả công đức của dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ vân vân đó mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho hữu tình vô cùng tận. Bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam thiện nữ vân vân đó không những vượt hơn tất cả công đức của tất cả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác, mà còn vượt hơn tất cả công đức của đại bồ tát gia lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa, an trụ vào pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ vào thánh đế khổ tập diệt đạo.